Ai. Ghẻ không? Từ từ giật nó lên á. Mày mồi câu cá cha. Nuôi ghẻ. Nó giật được rồi đó. Giật nó lên. Giật được. Để cho nó lâu luôn nó chín á. Nó thấy không? Nó ghẻ rồi. Nó trời phao giật vậy mà nó giật lên được rồi. Không được đâu. Này em để ý mấy lần rồi. Nó giật cho nó chìm phao luôn đi để coi chừng nó đang ghẻ. Nó ghẻ vậy đó. Nó chưa tắt, nó ghẻ ngoài gì á. Dạ, cá con. Cá con. Đây, cần câu dưới quê là vậy không nè, chứ không có được cần câu như trên thành phố là cần câu máy, còn cần câu dưới quê là cứ lấy đọt tre làm cần câu. Đó, 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 nó biết á. Rồi, ăn cám luôn. Không, nó ăn luôn á, nó lâu luôn á. Cá thật nhiều lắm. Ồ, đây lại thêm đường cần nữa hả? Cần đỡ bự nè. Lúc đường rồi nó cá này hay không nè. Rồi có chì nè, nó chìm nó nằm chỗ. Hồ của nhà chứ không phải hồ nhà cá thiên nhiên, không có cho ăn, không nuôi. Luôn nó lâu luôn như nãy vậy đó. Nó lâu cái mất tiêu cái cọng ấy luôn à. Giật nó lên, giật nó lên. Phao miết quá trời luôn, toàn cá sặc nó rẻ không à. Trời ơi, nó miết à. Dày được ta. Rồi dày vậy cho nó sâu xuống dưới luôn, cho cá phi nó ăn. Cho nó vậy được rồi, từ đây nó. Đây, mồi câu cá trộn cà phê. Rồi. Mồi câu cá cha cá dồ mà câu hồi nãy giờ không thấy con nào ăn. Cần cần.